Trọng tài đã xác định là một tình huống tỳ đè không hợp lệ. Bây giờ thì các cầu thủ UAE sẽ là người thực hiện pha ném biên bên phía cánh trái bên phần sân của đội Việt Nam. Cầu thủ UAE ném bóng ngược trở về. Bóng vẫn ở bên phần sân của đội Việt Nam và Quang Hải. Tỳ đè. Nhưng bóng đã đi ra khỏi đường biên dọc, quyền ném biên thuộc về các cầu thủ đội UAE ở bên phía cánh trái. Bên ngoài khu vực 16m50, các cầu thủ Việt Nam đã lấy được bóng và triển khai tấn công. Đó là Hoàng Đức. Hoàng Đức đang đột phá, nhưng trọng tài đã xác định là các cầu thủ UAE đã phạm lỗi với Hoàng Đức. Một pha đột phá đi bóng vừa rồi của Hoàng Đức từ khu vực giữa sân sang bên phía cánh phải, và hai cầu thủ UAE đã phải ập vào tranh cướp bóng. Số 18 của đội bàn đã buộc phải phạm lỗi, đó là Rashid. Bây giờ thì Hoàng Đức trả bóng ngược trở về cho đồng đội ở bên phần sân nhà. Các cầu thủ Việt Nam đang không chơi bóng, chậm rãi, bình tĩnh. Bóng ở bên phía cánh phải, và lần này thì trung vệ Thành Trung đã có bóng. Thành Trung đẩy bóng sang bên phía cánh trái cho Ngọc Bảo. Thành Thịnh, Thành Trung. Bây giờ là trung vệ mang áo số 3 Tấn Sinh. Tấn Sinh đẩy bóng lên ở bên phía cánh phải thì các cầu thủ UAE đã trích được mũi giày, đẩy bóng ra khỏi đường biên dọc trước khi bóng đến vị trí của các cầu thủ Việt Nam. Bóng được ném sâu xuống. Tiến Linh đang không chơi bóng, quặp bóng ngược trở lại. Số 20 là Việt Anh. Tuy nhiên là trọng tài xác định là bóng từ chân của cầu thủ mang áo số 3 Ali Shaker ra khỏi đường biên dọc trước khi Việt Anh có thể kiểm soát được trái bóng. Tiến Linh tạt bóng vào. Cầu thủ Việt Nam đã không chế được bóng rồi. Bóng vẫn ở trong khu vực 16m50 của đội bạn. Các cầu thủ UAE đánh đầu vào bóng ngược trở ra và họ đang cố gắng đẩy bóng lên khu vực giữa sân. Bóng được mở sang bên phía cánh phải thì trung vệ Tấn Sinh của Việt Nam đã phát hiện ra ý đồ đi bóng, và cuối cùng thì các cầu thủ UAE đã không thể theo kịp. Bóng đi ra khỏi đường biên dọc, quyền ném biên thuộc về các cầu thủ Việt Nam. Đó là Suadan. Tấn Sinh đã băng ra tranh cướp bóng. Tranh cướp bóng rất quyết liệt. Trung vệ Ngọc Bảo, chứ không phải là Tấn Sinh, khiến cho số 23 của đội bạn không thể tiếp cận được trái bóng. Các cầu thủ UAE vẫn đang kiểm soát bóng ở bên phần sân của đội Việt Nam ở khu vực giữa sân, và trọng tài xác định là các cầu thủ đội bạn đã để bóng chạm tay. Một tình huống không chơi bóng có phần thiếu chuẩn xác của Aya Nader. Sau 16 phút ngồi yên trên băng ghế chỉ đạo thì đến thời điểm này, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã xuống sát đường pit để có những lời động viên các học trò. Bây giờ thì Việt Anh đã có bóng bên phía cánh phải, đột phá, vẫn là Việt Anh. Không được, như vậy là trọng tài xác định là lỗi. Việt Anh đã ngã. Số 9 của đội bạn đã lùi về, và trong tình huống cản phá đó thì đã phạm lỗi với số 20 Bùi Hoàng Việt Anh. Các cầu thủ Việt Nam của chúng ta sẽ được hưởng quả đá phạt bên phía cánh phải, và lại là đội trưởng Quang Hải sát đường biên dọc bên phía cánh phải. Chắc chắn sẽ đây là một tình huống treo bóng vào khu vực 16m50 của đội UAE. Quang Hải lấy đà và bóng được treo vào hơi sâu, đi thẳng về phía khung thành của Đức Vương, suýt nữa thì vào. Thưa quý vị và các bạn, bóng đi hướng thẳng vào góc chữ A bên phía tay phải khung thành của thủ môn UAE. Khi mà thủ môn này đã dâng hơi cao, anh quay về chơi với, nhưng rất may cho các cầu thủ UAE là bóng lại cao hơn xà ngang khung thành của đối phương. Dường như là một tình huống chủ ý của Quang Hải đã thẳng bóng vào góc cao khung thành của UAE thì phải. Các cầu thủ UAE lại đang triển khai tấn công ở khu vực trung lộ. Bóng được đẩy rất mạnh sang bên phía cánh trái, xuống sát cột cờ góc. Kịp rồi, các cầu thủ UAE đã không chế được bóng, nhưng họ buộc phải chuyền ngược trở về. Bóng lại được treo vào khung 16m50, không thể vượt qua được Ngọc Bảo. Ngọc Bảo đánh đầu phá bóng lên. Các cầu thủ UAE nhồi bóng ngược trở lại thì các cầu thủ Việt Nam đã kiểm soát được bóng rồi. Một pha đẩy bóng sâu và thủ môn Tiến Dũng đã dễ dàng kiểm soát được tình huống bóng vừa rồi của các cầu thủ UAE. Anh đẩy bóng cho đồng đội Thành Trung bên ngoài khu vực 16m50. Chưa vội vàng, Thành Trung đẩy bóng sang bên phía cánh trái cho Ngọc Bảo. Ngọc Bảo đẩy bóng lên
thì lại đến chân các cầu thủ đội UE. Các cầu thủ đội bạn đang có bóng ở bên phía cánh phải. Họ chuyền bóng ngược trở về khu vực giữa sân. Vẫn là những tình huống kiểm soát bóng của các cầu thủ áo trắng. Lần này thì họ đưa bóng ngược trở về bên phần sân nhà. Và bóng ở trong chân trung vệ mang áo số 3 của đội bạn đó là Arisaka. Arisaka đẩy bóng cho cầu thủ mang áo số 18. Đó là Rashid. Rashid đưa bóng lên cho cầu thủ mang áo số 9 của đội bạn đó là Sale. Sale đưa bóng vào, mất bóng rồi, các cầu thủ Việt Nam lấy được bóng. Quang Hải trong vòng vây của các cầu thủ đội UE. Các cầu thủ UE đã tổ chức vây bắt lấy Quang Hải ngay từ bên phần sân nhà, không để anh có cơ hội để thực hiện những đường chuyền bóng. Các cầu thủ Việt Nam đang có bóng ở trong vòng tròn trung tâm. Những pha tranh cướp bóng khá quyết liệt và trời pressing của các cầu thủ UE ngay bên phần sân của đội Việt Nam. Bây giờ thì các trung vệ của đội UE đang có bóng từ bên phần sân nha. Mỗi khi các cầu thủ UE mất bóng thì họ đã áp sát ngay các cầu thủ Việt Nam ngay bên phần sân của đội Việt Nam. Những bóng áo đỏ luôn luôn bị vây chặt bởi những bóng áo trắng ngay bên phần sân nha. Trung vệ mang áo số 3 của đội bạn đang có bóng và đẩy bóng sang bên phần sân của đội Việt Nam. Bây giờ là cầu thủ áo số 18 của đội bạn đang có bóng rồi. Đó. Đó. Đưa bóng.